Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu 25 tháng 10 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay là chương trình phân tích vai trò báo chí trong chiến tranh Việt Nam. Và chương trình tháng 10 của các cựu sinh viên Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 3 vai trò báo chí trong chiến tranh Việt Nam do Phan Lê Dũng và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục để mà phỏng vấn dịch giả nhà văn Phan Lê Dũng để tìm hiểu về cái vai trò ký giả của người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt trong cái cuộc chiến trước năm 1975. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin kính chào anh Dũng. Dạ, chào anh Võ Thành Nhân, xin chào quý khán giả đài SBTN. Cái người Việt Nam mình cũng có góp phần ở trong cái chiến tranh Việt Nam khi mà cung cấp những cái tin tức. Nhưng mà cái nhận định của anh Phan Lê Dũng như thế nào về những cái tin tức đó và cái giá trị của sự hy sinh của những người đó thì dưới cái nhìn của anh Phan Lê Dũng vào cái thời chiến tranh Việt Nam nó như thế nào, và đặc biệt sau khi mà chiến tranh đã chấm dứt chúng ta biết nhiều hơn? Thật sự thì tôi nghĩ là nó sâu hơn nhưng mà nó không thay đổi nhiều. Một trong những người tôi muốn nói là chẳng hạn như ký giả Nguyễn Tú, ông viết về những cuộc triệt thoái cao nguyên thì lúc đó thì mình không được đọc. Mình đọc cái đó, mình đọc lại sau từ Congress rồi những cái hình nó chụp lại. Nhưng mà những cái bài báo đó ông viết theo rất là nhiều người mô tả. Thì cái cảnh bi thương, cái cảnh mất nước của mình khi mà rút đi, nó để lại một cái ấn tượng. Mà cái hình ảnh đó gần như có thể nói là mãi mãi. Thì tên tuổi ông Tú là đi với lại chuyện cuộc triệt thoái cao nguyên. Mà ai cũng biết là cái chuyện đó, tất cả những ký giả của mình thì đối với họ cái lằn tên mũi đạn nó chắc nó còn dữ dội hơn là người Mỹ. Lúc đó người Mỹ họ lấy tin tức của ký giả Nguyễn Tú để mà họ đăng tải trên khắp nơi tại Hoa Kỳ. Đúng rồi, ông gần như là một người ký giả duy nhất mà đi theo cái đoàn triệt thoái, triệt thoái đó. Thành ra tất cả những cái bài báo đó theo như tôi biết thì hình như là Mỹ về sau họ mua lại hết. Thì ra ông Tú không còn có bản quyền nữa. Nhưng mà ngoài ông Tú ra thì ngay cả bây giờ mình chưa nói đến cuộc chiến, mình nói là những ký giả của mình rất là anh hùng, chẳng hạn như là nhà báo Uyên Thao, muốn trở lại cái chuyện Uyên Thao và tờ báo Sóng Thần, ngay cả những viện chống tham nhũng, tại vì cuộc chiến tranh thì nó muôn mặt, đâu có phải là ngoài chiến trường không đâu. Thì dòng riêng cái việc chống tham nhũng mà nhà báo Uyên Thao cũng phải đóng cửa tờ báo của ông. Tờ báo của ông từ năm 1971 khi mà ông Thiệu có cuộc độc cử đó, tức là ra tranh cử nhưng mà không với ai hết, mà với riêng mình. Độc diễn không những trên chỉ trên chính trường mà độc diễn luôn cả đối với tự do ngôn luận, tức là tất cả những cái gì mà đăng lại không theo ý ông thì ông hoặc là đóng cửa, hoặc là đàn áp, hoặc là tịch thu. Thì trên cái chiến trường đó, nhà báo Uyên Thao ông giúp đỡ rất là oanh liệt. Ông được sự hỗ trợ của tờ báo Chính Luận, hoặc là những tất cả những tờ báo trong ngoài đó, và cái tờ báo của ông ngay cả những em học sinh, những gì, họ nhìn thấy cái sự chiến đấu đó. Và ông Uyên Thao cũng biết là đó là đi vào ngõ cụt. Ngay cả trong những cái cuộc nói chuyện của ông ở bên trong tờ báo Chính Luận cũng có nhiều người, bên trong tờ báo Sóng Thần cũng có nhiều người muốn bỏ cuộc. Nhưng mà ông thì không, cho đến ngày tờ báo bị đóng cửa. Thì cái chuyện đó là chống tham nhũng, ông có lẽ là ông đã nói rồi trong cái chuyện của ông Toàn. Quế Tiến Công của ông Toàn, rồi chuyện của ông Quang, mặc dù ông không nói nhiều. Rồi ông cũng nói về chuyện của ông Hiếu, tức là rất là nhiều chuyện. Lý Bá Phẩm. Rất là nhiều chuyện xấu xa trong chính quyền mình mà... Có rất là nhiều người cố gắng đút lót cho tờ báo Sóng Thần để đừng đăng những cái tin đó. Nhưng mà ông không bao giờ ông nhận. Cái đó là coi như là cái tinh thần trách nhiệm, ông nghĩ là đối với xã hội ông muốn thay đổi. Ông cũng là một chiến sĩ trong mặt đó, không nhất thiết là phải chiến đấu ở ngoài chiến trường. Đó là một người ký giả khác mà tôi rất là kính trọng. Thì cái tờ báo Sóng Thần khác là một số những cái khuynh hướng đối lập của thành phần thứ ba trong đất nước của chúng ta khi mà cuộc chiến chưa chấm dứt. Nhưng mà cái đó là tờ báo Sóng Thần thì tôi cho hồi đó có lẽ là tôi còn nhỏ, nhưng mà tôi cho là hai tờ báo nổi nhất, tức là tờ báo Chính Luận và tờ báo Sóng Thần. Thì tờ báo Chính Luận không phải là không đồng ý với tờ báo Sóng Thần đâu, nhưng mà có điều họ nghĩ là mình nên ôn hòa hơn thì nó tốt hơn, tức là hai thái độ thì khác nhau nhưng mà hai cái nhìn thì không. Cái nhìn của ông Đặng Văn Sung với lại cái nhìn của ông Nguyễn Thao thì chắc không khác nhau gì mấy đâu. Và ông Thái Lân thì đặc biệt là còn ủng hộ bên này nữa, bên ông Nguyễn Thao nhiều nữa. Đó toàn là những người ký giả mà có lẽ ít người nói đến ngày hôm nay, nhưng mà tôi thấy họ không kém gì những người như Halberstam, Peter Arnett hoặc những cái mũi dùi chĩa vào họ, nhiều khi nó còn dữ dội hơn nữa. Và họ có sự chọn lựa khác với những người kia, có thể là bởi vì tham vọng có chứ,
những người mà mới tốt nghiệp ra nghề báo, họ chỉ là những nhân vật hạng nhì thôi. Lúc đó David Halberstam với Peter Arnett với Malcolm Brown ấy chỉ là không phải là đại ký giả. Những đại ký giả thì ở những chỗ khác, những anh này là coi như là hạng 2, hạng 3, họ có tham vọng, họ muốn tiến lên, họ nhìn thấy. Nhưng mà trong khi ở đất nước mình, những người như là ông Đặng Văn Sung hay là ông Thao, hay là họ có dư sức để mà, nếu mà mình nói về tài chính, họ để có một cái cuộc sống gọi là ổn định và sung sướng, và nếu cần có thể họ có thể thoát ra nước ngoài, có một cuộc sống sung sướng, mà cuối cùng họ chọn cái đó, rồi họ phải chịu tù ngục, họ phải chịu tất cả mọi thứ bởi vì cái lý tưởng của họ. Thì trong cái lý tưởng là chưa chắc ai hơn ai. Mặc dù họ không được xưng tụng, họ không được nhiều người biết đến, nhưng mà đối với tôi, họ vẫn là những người anh hùng không hề kém gì những người anh hùng ở Mỹ cả. Chỉ vì họ chưa được nhắc đến. Nhưng mà cái chuyện anh hùng vô danh thì trong lịch sử nhiều lắm. À, những người anh hùng có danh tiếng người ta biết đến, nhưng mà chưa hẳn đã hơn những người vô danh đâu. Và những người anh hùng hữu danh đó thì con số đó, nếu mà nói với những người vô danh, nó chỉ là một con số không đáng kể. Ngoài những người ký giả như vậy đó, thì chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng bị nội gián. Có một số ký giả là Việt Cộng ở trong những một số những cái tờ báo của chúng ta ở Sài Gòn. Có nhiều. Vâng. Dạ. Thì cũng ghi nhận là bên cạnh cái cuộc chiến như vậy thì luôn luôn có vấn đề gián điệp nó xen kẽ tất cả mọi nơi của chúng ta. Vâng. Nhưng mà để trở lại cái vấn đề mà nó là cái vai trò ký giả trong chiến tranh Việt Nam á. Và cái, không phải là cái kinh nghiệm, nhưng mà cái quan niệm về đạo đức của một cái người ký giả, thì theo anh Phan Lê Dũng, trong chiến tranh cái đạo đức nó có những cái giới hạn gì, và nó làm cho cái cuộc chiến nó có bị bias không? Câu hỏi này thì tương đối là tôi nghĩ là rất là khó trả lời, là tại vì nhìn từ phương diện nhà báo thì nhà báo cũng như những chỗ khác có những người tốt, có những người xấu, mà biểu hiện của mình tùy theo cái bây giờ giống như là mình làm trong thống kê thì mình không thể nào mà mình có một cái sample mà nó gọi là nó cân bằng được, nên mình không biết như thế nào hình ảnh, như thế nào là hình ảnh cân bằng. Nhưng mà hình ảnh lý tưởng của một người nhà báo là một hình ảnh rất là đáng kính trọng, và đã có nhiều người sống đúng theo lý tưởng đó. Cũng giống như trong cuộc chiến, có nhiều vị quân nhân sống đúng theo lý tưởng của quân nhân, đều là những người kính trọng. Và tôi tin là trong xã hội hoặc là trong lĩnh vực, bất kỳ lĩnh vực nào cũng có người tốt, cũng có người xấu. Đặc biệt đó là trong cái ký giả, là tại vì nó ảnh hưởng hơn những cái khác. Nhưng mà điều đó nó vẫn là hai mặt, nó không thể nào mình nói là trong cái cứ bước vào nhà báo là người tốt, hoặc là cứ viết báo tức là người xấu. Tức là mình viết như vậy là mình viết một chiều. Nhưng mà mình phải cảm ơn nhà báo, là tại vì rõ ràng là họ là những người hy sinh cuộc sống của họ để mà mang lại cái tin tức cho mình. Thì cái điều mà tôi chỉ muốn nói rõ hơn ở đây là thường thường á, đương nhiên họ có những cái họ không thể viết ra được. Nhưng mà cái đó là cái phần mà gần như là có bắt buộc hay không bắt buộc, người ta cũng không thể nào diễn tả được hết được những cái chuyện đó. Mà nó đòi hỏi một cái suy nghĩ sâu xa hơn. Thành ra khi mà mình đọc tin tức hoặc là mình phán xét một cái gì, thì tôi chỉ nghĩ là cái vấn đề là mình nên hiểu cho nó kỹ. Mình đọc cho nó kỹ, chẳng hạn như mình nhìn bức hình của S.D. Adam, nhưng mà mình làm sao để mình nhìn xuyên qua cái bức hình đó. Hoặc là mình đọc anh Phan Nhật Nam, anh viết, mình nhìn xuyên qua cái tàn nhẫn của cái cuộc chiến đó, để mình thấy cái tàn nhẫn nó không chỉ thuộc về một bên, nó thuộc về bên mình nữa. Và mình biết đọc những tờ báo Song Thần, mình biết là những cái xấu của mình, như người ta nói là trung ngôn nghịch nhĩ, những lời nói thật thì nó khó nghe lắm. Mà một trong những người mà hồi nãy anh Nhân có nói là những nhà báo mà gián điệp, chẳng hạn như mình nói về ông Phạm Xuân Ẩn, thì tôi nghĩ về Phạm Xuân Ẩn lúc nào tôi cũng có một cái câu ám ảnh tôi về ông Ẩn, đó là ông nói, tôi nhớ tôi đọc bài báo đó từ hồi tôi trên Connecticut vẫn còn đi học. Tôi đọc trong cái tờ Hartford Courant đó, thì kết luận khi mà người ta hỏi ông là về sự thật, thì ông bảo sự thật là sự thật nào? Thì cái câu hỏi đó nó ám ảnh tôi ghê gớm. Sự thật là cái sự thật mà anh muốn tin. Đúng không? Anh đã muốn tin rồi, giống như là người ta đã nhìn cái chế độ của Việt Nam mình không đẹp rồi, thì cái hình ảnh của ông Nguyễn Ngọc Loan nó trở thành không đẹp. Mà nếu người ta quả thật cái khía cạnh như anh em mình nhìn cái hình ảnh đó là một cái hình đúng, thì nó vẫn là đúng. Thì cái chuyện mà bảo là sự thật nào của ông Phạm Xuân Ẩn đó, nó cũng áp dụng vào trong cái bài đọc, và nó áp dụng theo cái sự diễn dịch của mình. Thành ra những cái người, chẳng hạn những người phê bình như là cái ông Villeneuve, ông phê bình nhưng mà thật sự trong đầu ông chưa đọc, ông đã phê bình rồi, chứ không phải đợi tới tác phẩm đó nữa. Được. Ông không thấy gì cả, tức là những cái điều ông thấy chỉ là những cái điều tưởng tượng trong đó thôi. Hoặc là như ông Paul Hawkins, ông thấy là tất cả ngoài chiến trường là đều là tốt, mình làm tốt, mình đang thắng, mình đang tiến lên, như ông McNamara, họ chỉ thấy cái điều họ muốn thấy thôi. Họ không thấy gì hết. Tất cả những cái tường trình kia không phải là không có, nhưng mà họ gạt đi, họ bảo đó là yếu tố không cần thiết, hoặc là yếu tố chưa cần thiết, hoặc là chưa phải điểm chính hay là như thế nào.
Thì cái chính ở đây là làm sao mà mình nhìn cái sự thật cho nó rõ hơn, mình bớt cái cả tin hơn, mình cho thêm cái nghi ngờ hơn để mà mình tiến tới cái thực hơn. Thì cái điều đó thì tôi nghĩ là ở mỗi người. Chứ còn ký giả hay là không ký giả, họ làm cái chuyện của họ. Nhưng mà cái chuyện mà mình nhận định cái chuyện họ làm như thế nào, mình cẩn thận rồi nói, mình suy nghĩ mà để mà mình rút ra từ cái đó, thì cái đó là bài học của mình, không ai học cho mình được. Xin được cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn anh Nhân. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phỏng vấn của chúng tôi và anh Phan Lê Dũng trong tuần này. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa cảm ơn Dũng. Dạ, xin chào anh Nhân, chào quý vị khán giả Đài SBTN. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngừng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, cuối tháng 8 vừa qua, tổ chức Aesthetic Everything đã trao giải thưởng cho những công ty, những sản phẩm hoặc những cá nhân xuất sắc trong ngành sức khỏe và thẩm mỹ tại Beverly Hills Hollywood. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận giải Top Medical Massage Chair, tức là ghế massage vật lý trị liệu hàng đầu do nhiều bác sĩ giỏi bình chọn. Top Medical Massage Chair. And I'm expecting massage chair in the mail. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Vinh dự này cho công ty Luraco nói riêng và cho cộng đồng Việt Nam chúng ta nói chung. Ghế massage Luraco vinh dự được phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, được sử dụng trong các bệnh viện cựu quân nhân, trong các đại công ty, trong các trường đại học, vân vân. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ghế massage Luraco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam.